Mai Lâm được mọi người rất thương, xem như là em hay là con trong gia đình vậy. Đầu tiên phải nói là Celine Dion, ngay số đầu tiên mình lại đột phá là một người nữ, lúc đó rất là bất ngờ. Celine Dion mặc cái đầm nhưng mà mang guốc, nó không có tìm được đôi guốc nào cùng sai cái chân với mình hết á. Cũng được ban giám khảo khen là bị lúa, cái lời mà góp ý từ ban giám khảo bây giờ không có nhạc là không coi nào. Đúng rồi, cho nó rõ hơn. Cảm thấy là mình cũng có được những hiểu biết hơn về giải gái. Tuy nhiên cũng show Đông Nhi là mang giày búp bê, đó mặt đầm, nó cũng mọi người góp ý. Đó, nhưng mà nhảy thì nó vẫn còn lúa, chứ không phải là chưa có xây ra gạo được. Nói chung là đây một cái hành trình mà từ lúa mà xây ra gạo. Hoàn toàn là cô Đông Nhi chứ không thể là cái cậu hồi đấy. Khi mà bạn hóa thân thành nữ, bạn cho chúng tôi thấy những cái khả năng mà vượt bậc của bạn. Ê, gọi là wow. Nguyên một thùng lúa như thế kia, nhờ qua nhà máy xay xác của Hiếu Trị đấy, là bây giờ nó lòi gạo ra rồi. Trước đó tới giờ thì Hoài Lâm cũng chưa bao giờ hát nhạc Việt, nhưng mà chưa bao giờ hát những dòng nhạc R&B hay là underground như vậy. Thì Hoài Lâm cảm thấy đang một cảm giác rất là mới khi mà Hoài Lâm bấm chúng anh Sơn Tùng MTP. Khán giả khi mà la hát những tiếng vỗ tay bắt đầu có lên trong những cái đoạn nhạc đầu tiên, làm cho mình cảm giác mình sẽ tự tin và mình thể hiện được cái bài hát. Nắng mưa đêm ngày cách chờ dường xa xôi đôi đường. Ấn tượng và đặc biệt với Lâm đó là nghệ nhân hát sẩm Hà Tình Cầu. Khi mà mình tập càng nhiều thì những cái ca từ nó càng thấm vào cái cảm xúc của mình hơn. Khi mà hát thì mà nhai trầu, không phải mình thử nhai, nó lân lân nó như là say say cái gì đó. Hoài Lâm cũng nghĩ là mình thử mạo hiểm xem chừng là biết đâu là bà thương đồ hộ cho mình. Khi mà có những cái cảm giác lân lân như vậy thì mình cũng phiêu linh hơn một xíu, tự tin và thoải mái và thả hết những cái cơ mình ra để làm một tiết mục thật là giống chương trình đã làm cho Hoài Lâm biết được mình có thể làm được thêm những gì, khả năng mình tới đâu. Rồi thì tôi đã bảo tôi lại anh rồi mà. Tôi chịu. Ai em thấy mặt là tôi chết. Yêu nghĩa là si mê, nghĩa là mang hận hoài. I will not be able to see me through. Mà nó cũng còn trẻ mà, làm được gì mình làm thôi. Và Hoài Lâm cũng nhớ một con là không có việc gì khó, chỉ sợ làm không được thôi. Không có việc gì khó cả. Khi mà mình quyết tâm thì tất cả mọi chuyện mình sẽ vượt qua được. Và lần này thì bạn không bấm gì hết. Dạ. Trong cái show thứ 12 này, bạn hãy tiết lộ bí mật đó là ai ạ? Nghệ sĩ Thanh Nga. Trích đoạn Tiếng Trống Mê Linh. Hoài Lâm chọn cái đoạn nào? Một cái trích đoạn thôi là đã mười mấy phút thì khán giả mới hiểu được. Còn này mình lấy ra chừng 5 phút bởi vì thời lượng không cho phép, cho nên là phải làm những cái gì nó xúc tích nhất. Thì Hoài Lâm lấy những cái đoạn cao trào, đó là cái đoạn tế sống Thi Sách. Đó là Thái Thú Tô Định đã bắt được Thi Sách, giống như là đem Thi Sách ra làm con tin. Dạ. Nếu mà Trưng Trắc mà tấn công thì có nghĩa là Thi Sách bị thiêu sống. Một quyết định của Trưng Trắc là phải quyết định hy sinh chồng của mình. Dạ. Nhưng mà đồng thời nó cũng là một cái cách để mà hung đúc tinh thần của binh sĩ. Dạ. Thì đây là một cái đoạn rất là bi hùng. Chúng ta hãy cùng xem bản gốc nghệ sĩ ưu tú Thanh Nga. Hỡi phu tư, cách tưởng thành phu tư không thể nào thấy được. Nhưng tâm linh chàng ác thế càng không. Nay tiếp dòng bàn thờ trước ngưỡng cửa liêu thần. Thương cuối nhà tính chàng. Lành áng mây sầu.
quý vị, chúng ta sẽ chia tay với Hoài Lâm để cùng gặp gỡ ngay trên sân khấu bây giờ. Một điều hết sức là kỳ diệu của nghệ thuật. Quý vị sẽ gặp gỡ trở lại một người nghệ sĩ đã đi xa nhưng sẽ xuất hiện trên sân khấu. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Nga, xin mời quý vị. Trong bàn thờ trước ngưỡng cửa liêm lâu thành, hương khói nhạc xinh chàng chứng giam. Nhớ năm xưa chúng ta hiệp cùng, đã lại nhau má lại đi dày cuộc trăm năm. Thời gian qua tiếp chưa từng lỗi đau dở nghiền, chàng cũng ghen nghĩa tình phu. Chàng với thiếp cùng chung chế hương, kề trái gánh nặng non sông. Nhưng hỡi ơi, chi tan bồng nay chưa kịp thôi, thì đường âm dương cách trở lành lành an. Còn tình gián nghĩa đứng trên giàn quá ta nguyện làm mùi cho lửa đỏ để bao người chiến sĩ hiên ngang không chậm bước qua. Lần gặp nhau đây là lần gặp gỡ sau cùng, ta cảm ơn tất cả đã tạm đình binh để bảo toàn mạng sống cho ta. Dầu chỉ trong giây phút ngắn ngủi, nhưng nàng hãy ra lệnh cho nghĩa binh anh dũng hãy nổi trong đồng đi, hãy nổi trong tấn công đi, hãy tấn công trong tiếng cười ngạo nghễ để đưa tiếng hồn ta đi theo tiếng trống hoài hùng. Phu nhân ơi, sông thác là chuyện đi về, hộp tang là trò châu bể, tất cả đều không đáng kể. Mà chuyện đáng lo là sự trường tồn của dòng dõi hùng chương. Hỡi ba quân tướng sĩ, ta đã làm tròn đạo nghĩa vợ chồng,
giờ ta ra lệnh tấn công, dầu phải hy sinh phụ tướng. Chủ tướng, xin chàng hiểu nỗi lòng của thiếp. Lại chị cho em được nổi trống tấn công. Truyền tấn công. Đất nước Nam độc lập muôn đời. Quý vị vừa thưởng thức phần trích đoạn tiếng trống Mê Linh với phần hóa thân của Hoài Lâm vào hai nhân vật nghệ sĩ ưu tú Thanh Nga và nghệ sĩ ưu tú Thanh Sang. Thưa quý vị, và chúng ta cần vinh dự hơn nữa khi trong khán phòng hôm nay, ngay bên cạnh Thanh Bạch, đó là nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu. Chắc có lẽ đã ở cả cuộc đời với sân khấu cải lương, hôm nay có dịp chứng kiến với gương mặt thân quen. Và chúng tôi cũng không thấy rằng không ít quý vị khán giả đã rơi lệ vì sự xúc động, và nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu cũng thế. Hãy chia sẻ những cảm xúc của mình ngay giây phút này ạ. Trước hết thì Ngọc Dầu xin kính chào ba vị giám khảo và kính chào hết tất cả khán giả đã đến đây. Rất là cảm động, tại vì đối với Thanh Nga với Ngọc Dầu thì chị em đã từng gắn bó với nhau 5 năm. Như hôm nay cái cảm động hơn nữa thì rất là yêu Lâm. Tại vì Lâm là một đứa trẻ nhưng mà dám làm, dám nghĩ, và làm được như thế này thì mới được nổi tiếng Lâm mà. Cái nổi tiếng đây bây giờ Lâm đã làm được bà cầu. Bà thấy cầu bây giờ, cái đó là cô đã quá nể rồi. Thì bây giờ Lâm làm cô Thanh Nga và chú Thanh Sang. Cái này thật ra là không ai dám làm mà con làm được, mà làm rất là hay, rất là giỏi. Như thế không bao giờ có được một đứa trẻ như thế này, mà cái này là phải nói là nhân tài. Con có tài, con ca được, con hát được, con bắt chước được, thì cái này tất nhiên là con sẽ nổi tiếng thôi. Xin cảm ơn những lời của nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu. Thưa quý vị, chúng ta cùng đến với phần nhận xét của ban giám khảo. Xin mời giám khảo Đức Huy. Cho đến hôm nay thì tôi mới hiểu được lý do tại sao mà giám khảo Hoài Linh cứ nhất định muốn Hoài Lâm phải giữ cái bộ môn nghệ thuật này là cải lương. Và đây là cái mà bạn tỏa sáng. Chưa bao giờ tôi nghĩ là bạn lại tỏa sáng như thế. Và nếu được thì tôi xin gọi bạn là một viên ngọc của nghệ thuật Việt Nam. Và bạn cần thời gian để mà mài giũa, để cho tỏa sáng hết toàn diện. Bao nhiêu một viên ngọc có mấy trăm mặt đó. Vâng, và tôi cũng xin tiếp lời chị Ngọc Dầu là tôi hoàn toàn đồng ý với chị là bây giờ tìm một ca sĩ trẻ hát R&B hay là hát nhạc mới bây giờ thì nói chúng ta đếm không xuể. Nhưng mà nếu mà tìm được một người trẻ như Hoài Lâm mà lại giữ và nuôi dưỡng cái bộ môn nghệ thuật này một ngày với thời gian thì người ta bảo là bị mai một. Nhưng mà nếu có những người như Hoài Lâm thì tôi vẫn còn đặt niềm tin trong cái bộ môn
cải lương nghệ thuật này. Xin cảm ơn Hoài Lộc. Xin cảm ơn giám khảo Đức Huy. Chúng ta cùng nghe chia sẻ với giám khảo Mỹ Linh. À, hôm nay là lần đầu tiên trong đời chị xem một trích đoạn cải lương và đã làm cho chị rơi lệ. À, tài năng của em, sự xuất chúng của em, khả năng biểu cảm, khả năng hát, khả năng vũ đạo, khả năng hóa thân vào nhân vật của em trong tất cả các cái đêm thi thì chắc là không còn phải bàn cãi. Sau cái đêm thi mà em hóa thân thành nữ nghệ nhân Hà Thị Cầu thì chắc là không ai còn bàn cãi nữa. Nhưng hôm nay em, việc mà em lựa chọn vai diễn này, em lật lại một trang sử hào hùng của dân tộc, em đã làm cho chị rất là xúc động. Trong cái không khí của cả dân tộc, cả đất nước mình giờ này phút này, thì cái vở diễn trích đoạn của em vừa rồi có ý nghĩa vô cùng. Và chị nghĩ rằng không chỉ riêng chị mà có rất nhiều những người khán giả khác đang theo dõi chương trình, họ cũng có sự đồng cảm với chị. Và cảm ơn em vì em đã đánh thức lòng tự hào dân tộc, đánh thức trong trái tim của mỗi người Việt Nam. Khi mà ở cái phút cuối cùng, khi hai người phụ nữ lớn nhất của dân tộc Việt Nam kêu lên một tiếng gọi như thế, xin cảm ơn vì cái phần trích đoạn vừa rồi. Cảm ơn cô. Xin cảm ơn giám khảo Mỹ Linh. Và tiếp theo là phần nhận xét của giám khảo Hoài Linh ạ. Trước tiên, lấy tư cách không phải là ban giám khảo, bố cảm ơn con. Bố cảm ơn con vì con đã nghe lời bố. Nghe lời bố không phải vì con hát cái trích đoạn này, nhưng con nghe lời bố là con giữ cái dòng nhạc quê hương. Bố cảm ơn con rất nhiều, bởi vì bố biết trong cái phần thi chung kết này, con có quyền lựa chọn tất cả những ca sĩ mà con có thể thể hiện được. Và trong năm cái người mà con chọn, cuối cùng cái tình cảm con dành cho cái dòng nhạc quê hương, mà cái đó là cái lòng bố luôn lúc nào cũng ấp ủ con bước theo. Ngày hôm nay khi con đủ 19 tuổi, bố đã nói với con một câu rằng bố cho con có quyền chọn lựa con đường nghệ thuật của con đi. Là con có thể hát nhạc trẻ. Nhiều khi bố thấy con đi diễn chung với bố, nhưng lúc đó con còn quá nhỏ để bố định hướng cho con. Và bố buộc con phải theo dòng nhạc quê hương. Bởi vì khi đó nếu con theo dòng nhạc trẻ, không sớm thì muộn, tuổi con còn quá nhỏ, chắc chắn con sẽ hư, và con không còn là thằng Hoài Lâm của bố như bây giờ. Kính thưa quý vị, cho Linh chia sẻ là ngày hôm qua trước khi cháu thi, cháu có lên trên nghĩa trang và cháu điện thoại về cho tôi, có nói là bố ơi con phải cúng gì. Thì Linh nói là bà, tức là nghệ sĩ Thanh Nga, và bố nghĩ rằng bố là người sống tâm linh, bố nghĩ rằng ngày hôm nay bà nội ba đã phù hộ cho con và theo dõi cái trích đoạn của con. Và một lần nữa bố cảm ơn con đã là một người con đến tính đến thời điểm này nha, là con biết nghe lời. Cảm ơn con.